Con dặn mọi người cắt bằng xả nha mọi người. Bằng bao dài. Xả này hơi dai bằng hơi khó nha mọi người. Bam 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 bam. Bằng xả nhuyễn ra mình làm nước mắm ốc hay là đó, cái nước mắm ốc đó giờ bỏ xả vô. Ủa ba ăn xả được không ạ? Không được. Phải cày nữa à. Rồi mình bỏ vô chén nước mắm nha mọi người.
máy móc mà làm xong rồi nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người xem video nha, chào tạm biệt các bạn.